Uống một ly nước này trước khi đi ngủ, xóa sạch mỡ bụng và đùi chỉ trong 7 ngày. Nếu bạn đang tìm kiếm một công thức để giảm cân, giảm mỡ các vùng bụng, đùi và hông, thì hôm nay bạn đã gặp may mắn khi đọc bài viết này. Công thức mà chúng tôi giới thiệu dưới đây có công dụng đốt cháy chất béo tự nhiên, hiệu quả hơn bất kỳ công thức nào mà bạn có thể tìm kiếm từ trước đến nay. Mỗi ngày một ly nước này giúp đốt cháy mỡ vùng hông đùi và thắt lưng nhanh chóng hơn bao giờ hết. Ngoài ra, hỗn hợp lành mạnh này còn mang đến khá nhiều công dụng khác cho sức khỏe. Cải thiện chức năng não bộ của bạn, hỗ trợ phục hồi thị lực và thính giác của bạn, giúp tăng cường trí nhớ và đem lại nhiều năng lượng cho cơ thể. Dưới đây là những gì bạn cần thực hiện. Thành phần: một quả dưa chuột, một trái chanh, một quả lê, 1/2 muỗng canh gừng bào mịn. Thực hiện: cách thực hiện vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần rửa sạch các nguyên liệu vào một máy ép để ép lấy phần nước, riêng chanh hãy vắt lấy nước cốt và cho vào sau cùng. Còn nếu bạn muốn uống cả phần xác của các nguyên liệu, hãy xay các thành phần với một chút nước, vắt nước chanh vào và uống ngay sau khi thực hiện. Các nguyên liệu đã đốt chất béo như thế nào? Chanh rất giàu vitamin C và nó có công dụng cho quá trình chuyển hóa và hấp thụ cơ thể. Lê là một trong những loại chứa nhiều chất xơ nhất, do đó nó góp phần loại bỏ chất béo quanh bụng và đùi rất nhanh chóng. Dưa chuột cũng là một thành phần rất mạnh mẽ giúp giảm cân và đốt cháy chất béo, đặc biệt là xung quanh eo của bạn. Đây là công thức tốt nhất hiện nay giúp đốt cháy mỡ bụng và vùng hông đùi. Nó không đơn thuần chỉ là thức uống giảm cân mà còn giúp cải thiện sức khỏe của bạn. Hãy thực hiện đều đặn trong 7 ngày để có kết quả tốt nhất. Lưu ý, bạn không nên nhịn đói, bỏ bữa sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như ảnh hưởng tới dạ dày. Chúc các bạn thành công! Cách giảm cân nhanh vào buổi sáng với gừng và chanh. Uống nước chanh hoặc nước gừng vào mỗi buổi sáng là cách bảo vệ dáng hình hiệu quả và an toàn. Uống nước vào buổi sáng nhằm thanh lọc cơ thể, thúc đẩy nhanh hơn quá trình trao đổi chất và ngăn chặn sự tích tụ mỡ thừa là một biện pháp giảm cân hiệu quả. Tự nhiên, có nhiều nguyên liệu để chế biến ra các loại nước uống giúp bạn bảo vệ dáng hình suốt cả ngày, trong đó đặc biệt là chanh và gừng. Chúng ta đều biết rằng chanh vốn chứa rất nhiều vitamin C, hoạt động như một chất chống oxy hóa cùng với axit tự nhiên có tác dụng lợi tiểu. Quá trình này vừa ngăn ngừa khả năng lão hóa, đồng thời thúc đẩy nhanh hơn quá trình đốt cháy các chất béo. Vì vậy mà uống nước chanh có thể đem đến cho bạn tác dụng kép là bảo vệ tuổi thọ của tế bào da, vừa thanh lọc cơ thể, kiểm soát sự phát triển của trọng lượng cơ thể. Gừng có tính chất cay, nóng tự nhiên, khi hấp thụ vào cơ thể sẽ giúp mạch máu kiểm soát lượng cholesterol, từ đó làm giảm sự tích tụ chất béo tiêu cực. Xuất phát từ những lý do trên, mỗi sáng khi dạ dày còn trống rỗng, bạn uống một cốc nước chanh hoặc nước gừng sẽ có tác dụng thanh lọc và bảo vệ dáng hình. 3 cách uống nước chanh giúp giảm cân nhanh. Cách 1. Uống chanh với nước ấm. Nước ấm sẽ giúp cơ thể tăng nhiệt độ và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thúc đẩy nhanh hơn sự trao đổi chất, thanh lọc cơ thể. Pha một cốc nước ấm với một quả chanh, vắt lấy nước bỏ hạt, khuấy đều và thưởng thức mỗi sáng là một biện pháp đơn giản, an toàn và hiệu quả trong quá trình giảm cân. Cách 2. Uống nước chanh với ớt. Ớt cay cũng là một trong những nguyên liệu có tác dụng tương tự gừng tươi là làm tăng nhiệt độ cơ thể và thúc đẩy nhanh hơn quá trình trao đổi chất. Bởi vậy, ớt sẽ làm tăng khả năng hoạt động tích cực cho nước chanh. Pha một cốc nước ấm, vắt quả chanh và một ít ớt vừa đủ theo khả năng của bạn và thưởng thức vào trước các bữa ăn sáng, trưa và tối là cách để bảo vệ vẻ đẹp thon thả của cơ thể. Cách 3. Uống nước vỏ chanh với bạc hà và bưởi. Bạc hà vừa đem lại hương vị thơm mát, trong khi đó bưởi cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin C và các chất axit tự nhiên ngăn ngừa sự tích trữ chất béo. Bằng cách vắt nửa quả chanh lấy nước trộn với một lượng tương đương với nước bưởi vào chảo cùng với nước lọc rồi đun sôi, rót nước ra cốc, sau đó bỏ thêm vài lá bạc hà cùng với vỏ chanh, chờ cho chúng giảm nhiệt độ ấm rồi thưởng thức. Nếu có điều kiện, bạn có thể thêm vài giọt mật ong cho thêm hương vị hấp dẫn. Hai cách uống nước gừng để giảm cân. Cách 1. Uống nước gừng với chanh.
Trước hết, bạn vắt hai quả chanh lấy nước cho vào chảo nước, rồi thêm vào vài lát gừng tươi cùng với nước lọc, đặt lên bếp và đun sôi, sau đó thả một ít vỏ chanh vào nồi, chờ cho chúng nguội hoàn toàn và rót vào chai bảo quản trong tủ lạnh để sử dụng dần lâu dài trước mỗi bữa ăn. Cách 2. Uống nước gừng với trà xanh. Cùng với trà xanh và gừng thì trà xanh cũng là một nguyên liệu có tác dụng tăng cường khả năng chống lão hóa và kiểm soát sự tăng lên của trọng lượng cơ thể. Cách chế biến hết sức đơn giản, bạn chỉ cần đun sôi một cốc nước, ngâm một túi trà và cắt vài lát gừng ngâm. Đậy kín cốc 5 phút, chờ cho nước hạ nhiệt độ ấm là bạn có thể thưởng thức. Để tăng thêm hương vị hấp dẫn, bạn có thể bổ sung thêm vài lá bạc hà tươi. Tùy theo sở thích của bạn mà lựa chọn cách uống nước trà gừng hoặc nước chanh vào mỗi buổi sáng để hỗ trợ hiệu quả cho việc bảo vệ dáng hình. Nhưng một điều bạn có thể dễ dàng nhận thấy là với những cách sử dụng trên đây hết sức đơn giản, ít tốn kém thời gian mà lại an toàn. Chúc các bạn thành công! Tập tành hì hục để giảm cân mà bỏ qua 5 cách dùng một quả chanh như thế này thì phí cả đời, bụng đầy ngấn cũng phẳng lì sau 1 tuần. Vóc dáng đẹp là bất kỳ ai cũng mong muốn có được, đừng chần chừ gì mà hãy thử ngay một trong 5 công thức giảm cân thần thánh từ chanh dưới đây. 1. Chanh và muối. Thay vì uống 2 đến 2,5 lít nước lọc mỗi ngày, bạn vắt thêm vào 2 quả chanh và 1 thìa muối sẽ tốt hơn rất nhiều. Hãy rửa sạch chanh, thái nhỏ rồi cho cả quả vào để tận dụng, triệt để lợi ích của chúng, bảo quản trong tủ lạnh uống dần. Muối giúp cân bằng điện giải trong cơ thể, ngăn ngừa nguy cơ bị mất nước, trong khi chanh thanh lọc cơ thể, làm sáng da mịn từ bên trong. Với tỷ lệ pha như vậy, bạn không lo sẽ bị đau dạ dày. 2. Chanh, gừng và mật ong. Rửa sạch một củ gừng, gọt vỏ, đập dập rồi cho vào cốc nước nóng, ngâm trong 20 phút để tinh chất trong gừng ngấm hết vào nước. Khi trà đã nguội bớt thì bạn thêm mật ong, tùy thuộc vào khẩu vị của bạn để điều chỉnh sao cho phù hợp. Tiếp theo, bạn thả vài lát chanh và lưu ý không cho mật ong vào khi nước còn nóng, tránh làm mất đi chất dinh dưỡng. Mỗi ngày uống 2 ly vào buổi sáng trước khi ăn 30 phút và xế chiều là cách làm đơn giản. Chúng không chỉ cải thiện vóc dáng mà còn rất tốt cho sức khỏe. Gừng đốt cháy mỡ thừa, chuyển hóa chất béo thành năng lượng, đồng thời chống cảm lạnh, hỗ trợ hệ tiêu hóa và nhiều bệnh khác nữa. 3. Chanh pha mật ong. Nếu bạn nào da bị nhạy cảm và dễ nổi mụn với gừng thì bỏ nguyên liệu này và thực hiện chỉ với mật ong. Mật ong tuy ngọt nhưng chứa ít calo, gồm nhiều vitamin phong phú như B1, B2, B3, B5, B6, E, K, C, caroten và khoáng chất như canxi, kali, natri, magie, sắt làm tăng quá trình trao đổi chất, tiêu hủy mỡ thừa bên trong cơ thể. 4. Chanh, cam và mật ong. Rửa sạch 3 quả chanh cùng 1 quả cam, đem thái nhỏ rồi cho vào nồi đun sôi với 2 lít nước. Để lửa nhỏ thêm 10 phút nữa cho các thành phần ngấm vào nước, chắt bỏ bã, thêm mật ong vào nước chanh vừa đun, khuấy đều rồi đổ vào chai, bảo quản uống dần trong ngày. Cách này tuy hơi đắng và khó uống nhưng hiệu quả thu lại cao hơn. Bạn chỉ cần chịu khó 1 tuần sẽ thấy cân nặng giảm đi đáng kể. 5. Chanh và trà xanh. Trà chanh không đơn thuần chỉ là một loại nước giải khát quen thuộc mà chúng còn là một trong những thức uống giảm cân tuyệt vời nhất. Trà xanh giúp chống oxy hóa, đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, chống ung thư, nâng cao khả năng làm việc của não bộ, tốt cho hệ tim mạch. Bạn pha trà như bình thường rồi vắt thêm nước cốt chanh vào uống bất kể thời gian nào. Nếu uống vào buổi tối có thể gây khó ngủ nên bạn cần hạn chế. Có thể bạn không biết, trong các bữa ăn hàng ngày của các gia đình tại Ấn Độ, bột nghệ là một loại gia vị hàng đầu được ưa thích và sử dụng. Họ gần như thêm bột nghệ vào hầu hết tất cả các món ăn, thậm chí là cả cơm. Ngoài tác dụng cải thiện quá trình trao đổi chất, bột nghệ còn giúp giảm cân nhanh chóng, đốt cháy mỡ dư thừa. Vậy nên ăn nghệ có tác dụng rất tốt trong quá trình giảm béo và thải độc trong cơ thể. Và cũng từ đó, người ta đã phát hiện ra nhiều cách giảm cân bằng tinh bột nghệ. Nghệ không chỉ là một gia vị phổ biến trong việc nấu ăn, các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng nó còn có một vai trò nữa, đó là giúp cơ thể giảm cân và chống bệnh béo phì. Một thử nghiệm mới đây trên chuột đã chứng minh rằng nghệ có tác dụng rất tốt trong việc giảm cân. Cụ thể thí nghiệm như sau.
cho ăn thực đơn giảm cân giàu chất béo, có bổ sung 500mg curcumin, một chất trong nghệ có tác dụng chính để giảm béo cho mỗi kg khẩu phần ăn. Kết quả sau 10 tuần thử nghiệm đã thấy tăng trọng của chuột giảm hơn so với nhóm chuột đối chứng là cùng ăn khẩu phần nhưng không bổ sung thêm curcumin. Vậy nên, hãy cùng tôi áp dụng cách giảm cân bằng bột nghệ ngay sau đây để có được kết quả mỹ mãn nhất. Cách dùng chi tiết như sau. Buổi sáng bạn có thể thay cho việc ăn sáng hoặc ăn ít hơn hàng ngày bằng một cốc tinh bột nghệ bao gồm 2-3 muỗng cà phê bột nghệ và 250ml nước. Việc sử dụng tinh bột nghệ vào mỗi buổi sáng không chỉ giúp bạn giảm cân mà còn có tác dụng cho làn da của bạn luôn sáng đẹp trong ngày. Nếu áp dụng thường xuyên cách giảm cân bằng bột nghệ này trong thời gian dài thì không chỉ giảm béo mà còn không cần dùng son phấn, quý khách cũng có một gương mặt đẹp tự nhiên với làn da sáng. Trong 2 tháng đầu tiên, trước khi ăn khoảng 15 phút ở bữa trưa và bữa tối, hãy uống một cốc tinh bột nghệ với hàm lượng giống như buổi sáng và cố gắng giảm thực phần xuống chỉ còn khoảng 70% so với mức ăn bình thường của bạn. Từ tháng thứ 3 trở đi thì có thể giảm khoảng 50% lượng nghệ ban đầu so với lúc ban đầu sử dụng tinh bột nghệ để giảm cân. Và cũng từ tháng thứ 3 trở đi, bạn sẽ cảm nhận được kết quả khả quan nếu áp dụng đúng hướng dẫn trên. Cụ thể là bột nghệ giúp cho trọng lượng cơ thể bạn giảm đi đáng kể do hàm lượng curcumin phân tán các tế bào mỡ trong máu, giúp làn da đẹp và săn chắc tự nhiên. Thông thường, nếu như bạn bị béo phì, áp dụng được cách giảm cân bằng bột nghệ này, khoảng 6 tháng thì sẽ thấy tác dụng giảm cân rất hiệu quả. Trong khi tinh nghệ còn giúp làm đẹp da tự nhiên và phòng ngừa nhiều loại bệnh liên quan đến biến đổi gen như ung thư các loại. Khi bạn áp dụng phương pháp giảm cân nào, thì điều cần lưu ý đầu tiên là phải kiên trì và không được nản lòng sớm. Nhất là với cách giảm cân bằng tinh bột nghệ này. Hơn nữa, như đã nói, nghệ là một thực phẩm có lợi cho sức khỏe. Nên việc giảm cân bằng nghệ được đánh giá là một trong những phương pháp giảm cân an toàn và phổ biến nhất hiện nay. Chúc các bạn thành công! Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên nhấn subscribe để nghe những hướng dẫn mới nhất từ channel giảm cân nhanh T2VTV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.